Là em Trung Kiếm Mô Tô chào tất cả anh em nhé. Đây em vừa mua chiếc xe này về nhà xong. Hôm nay em không lên video cho anh em là vì em đi mua con này. Anh em nhìn này, một con xe mộc nhá, anh em nhìn kỹ nhá, một con xe mộc. Nhưng anh nhìn qua này, lướt bên ngoài này, đấy, bình zin nhá, cốp zin nhá, vẫn nguyên zin theo tem này, bình cốp zin theo tem luôn, zin tét luôn, đấy, một chiếc xe mua bác dân luôn, đấy, thu trước zin này, đấy, thu sau zin này, nghe rõ nhá, thu trước thu sau zin, bình cốp zin, đồng hồ zin, pha đèn zin. Chế ken hin đây. Hơi đầu bò. Hơi đầu bò chính hãng Honda. Đầu bò chính hãng Honda. Ủ máy zin, cổ máy là đồ zin. Đấy, có gì em quay như thế đây anh em nhé. Bô đây. Thụt đây. Bình cốp zin này, anh em nhìn này. Zin mọc luôn này. Đấy. Em quay nó còn bẩn này. Đồng hồ zin. Đồng hồ zin nhá. Đồng hồ zin. Cùng con tắc bên này là thay rồi. Bên này chưa thay zin. Đấy. Gáo. Tha gáo zin. Tha gáo zin luôn. Zin luôn. Đấy. Thụt đẹp. Thụt zin đẹp luôn này. Em đang quay mộc đấy anh em nhá. Zin đẹp luôn này. Chưa xảy xước nhá. Đấy. Đây này. Đấy. Chưa xảy xước. Vừa về xong. Thụt zin. Zin con ốc này. Mayer zin. Đấy. Vành thì chắc chắn tầm này, tầm tiền này này không còn zin rồi. Đúng không? Nhưng Mayer zin này, bát zin này, thụt zin này. Anh em mình con ốc này biết là còn đẹp. Còn giữ được này chứng tỏ con xe này còn zin nhiều. Con ốc này này, anh để ý nhá, ốc còn cái 3 chấu, 4, 5, 6, 7 chấu này mới là zin này. Hơi đầu bò này. Đấy. Chế này, chế ken hin đi nhá. Đấy, khung này. Khung vẫn zin này. Đấy. Anh em nhìn này. Cái này này silicon này, nâu đi. Vì em mua xe dân về nó rất là mộc anh em nhá. Nó rất là mộc. Thế cho nên nhiều anh em thông cảm. Còn zin đến đâu tiền đẹp đến đấy. Đấy. Zin nhiều thì tiền nhiều. Đấy. Tay phanh vẫn zin này. Nắp sinh nhai mẹ của hậu này zin. Tháo gương người ta bỏ đi. Vì em mua xe dân nên anh em thông cảm. Em là chuyên bán xe mộc. Đấy. Còn nếu anh em mua về nhờ em dọn giống cái bác 4354 này. Hay là ông anh 1774 ấy. Nhờ em dọn em sẽ dọn cho anh. Còn đây là chiếc xe mộc. Đây em bắt đầu mang đi rửa cho anh em. Đức ơi, sao cắt cái vòi bơm đi rồi, để rửa đi em. Tháo vòi bơm đi đi. Anh em, nếu anh em nào mua chiếc xe này alo nhanh cho anh em nhá. Em vừa về xong nhá. Đấy, em vừa về xong. Đấy, đồ zin còn khá nhiều luôn. Đồ zin con này chắc là còn tầm khoảng như này, như thế này mình gọi được tầm khoảng 70-80% rồi. Đấy, mà giá của em thì nó thật mà anh em rất là đơn giản lắm. Nhớ nhá, bình xăng cốp zin nhá. Bình cốp zin từ AZ nhá. Pha đèn zin, đồng hồ zin, tủ trước zin. Những cái gì zin em đọc luôn. Đấy, còn anh em thích vào đồ zin thêm em vào. Đây em rửa cho anh em này. Đấy, con em rửa nhìn nó mới sạch được. Đấy, rửa sạch sẽ đi được cái tiện thì rửa luôn đi em cho nó sạch. Đấy. Lấy xà phòng ra rửa sạch sẽ đi. Ngoài thì lúc này. Máy êm chất anh em nhá. Nhấn mạnh lại là máy êm chất, lấy xà phòng rửa đi em. Thôi tắt đi, tắt đi. Lấy xà phòng rửa đi. Đấy. Rửa thôi, em chỉ về em rửa nước mã thôi. Đấy. Cái video này em không quay được nhà bác dân này vì hôm nay buổi tối rồi. Buổi tối em quay này nhà dân được. Đấy, con em nói lại cho anh em này. Em ấy là chuyên bán Mio cơ. Đấy, nhưng mà từ đợt em mua Win hơn 100 triệu ấy, có duyên với nhiều bác cứ bảo kia đây kiếm nhá. Bác với kia này bán hộ bác thì em ở giữa em trung gian. Ví dụ như các anh có nhu cầu mua này em mua về em bán. Gọi là cộng cà phê thôi, em mua bán nhanh bán nhanh. Anh nhớ này, bình cốp zin nhá. Này, bình cốp zin này. Bình cốp zin luôn nha anh em nhá. À, quên một điều nữa là con này đời máy cao nhá. Quên mất đầu máy cao. Đây. Em xem đầu bao nhiêu. Em nhớ đầu máy cao. Đây. Khô quang luôn này. Đầu máy con này là 104 anh em nhá. Đầu máy 104 3524. Đầu máy 104 là đời cao đó. Đầu máy 104 thì nó rơi vào tầm khoảng năm 2000. Đấy. Đời chót của Win. Đấy, năm 2000. Đấy. Năm 2000. Đầu máy con này 104 là đời chót à. Đời chót nhưng mà bác này chắc là bác cái một là bác thích cái đời tem này, bác vào tem này thôi. Chứ nhiều anh em sẽ nếu biết Win bảo là ơ Kiên ơi mang tiếng đời chót sao lại tem này. Là mỗi người mà sở thích. Cái quan điểm em nó rất là thẳng thắn này này, em đi mua xe nó có thế nào thì em bán như thế. Thế nhiều anh em hỏi em là thế sao đời chót lại tem này? Tem này của nó sẽ rơi vào tầm khoảng đời 94. Tem này khoảng đời 94 95.
94, 95 hoặc là cuối 96, đầu 96. Thế em này 93, 94, 95, 96 đấy. Nó tùy, vì nó còn liên quan vấn đề là ví dụ người ta mua, người ta còn đăng ký muộn nữa mà. Đấy, nó rất là khó để giải thích. Nhưng nôm na anh em mua xe win này chỉ nhấn mạnh rằng anh em cần là gì? Cần nó phải đồ zin nhiều. Đấy, càng nhiều đồ zin càng tốt. Đấy, nhiều anh em có hỏi em là thế tại sao mà chú bán xe win này Honda mà toàn đồ tàu? Toàn đồ tàu thì em lại phải bán xe tàu, đúng không? Đây, ví dụ như con xe này, con 8512 nhá, tiện bác vào xem luôn này, xe bác đã xong rồi nhá. Bây giờ túi tháo ra sơn bô nó là xong. Mới tháo cái đồng hồ nhá, cái đồng hồ rất là đẹp này. Đấy, đồng hồ sạch luôn nhá. Tháo ra, bạn cho cái kim vào nhá. Kim vào, nếu mà cái cơ còn sống thì để kiểm tra. Đấy, xem cơ còn sống không. Đấy, rất nhẹ phát lổ đây nhá. Quay quay qua con này thôi nhá. Đây lổ này. Em tít này. Em tít nhá. Đấy. Ok bác trai nhá, bác trai 8512 nhá. Đấy, còn tập trung lại con này. Con này em xin phép mình che biển là vì nó có lý do của em thôi. Vì đa số này em bán xe này nó thật với anh này, của người dân. Những bác dân đã chơi xe win này gần như là người ta biết hết. Thế là người ta bảo thôi đừng đăng biển lên. Mà ví dụ ai mua thì là cho xem biển, à cho xem cái đầu biển thôi. Cho xem đầu biển bao nhiêu, à đuôi biển thôi. Đây, cho bác xem đầu biển đây. Đầu biển con này là 17. Đấy. Zalo đây. Số điện thoại em đây, địa chỉ em đây ghi rõ đây nhá. Con này về nếu anh em xác định lấy này, một là anh em sẵn đổ xăng chạy, không phải làm gì máy êm rồi. Hai là anh em nhờ em dọn. Dọn cái quan điểm của em là dọn cái gì, bao nhiêu tiền em sẽ báo giá cho anh em. Hoặc anh em bảo ra bao nhiêu tiền anh em dọn thì em sẽ dọn tầm đấy. Chứ không phải là anh em gọi là dọn 5 triệu nhưng em chỉ dọn 2, hay là dọn 5 triệu dọn đến 7 là không có. Nhưng trung bình anh em dọn chiếc xe nhà em đấy, nó cứ tầm khoảng 5 đến 7 triệu là hợp lý. Còn hơn nữa cũng được, mà dưới nữa em cũng làm được, những tiền nào của ấy. Là vì ví dụ em cũng giải thích lại qua cho anh em nhé. Ví dụ như chiếc xe này. Đây ví dụ chiếc xe này. À xịt đang xịt ra rồi, để xịt đi, xịt đi. Rồi. Quay qua để cho anh em sẽ hiểu tại sao mà dọn xe win này nó khó đọc chuẩn là như thế. Đấy, những anh em mà mua chiếc xe này thì alo cho em. Chỉ cần bảo là em ơi chiếc xe win. Đấy, đầu máy 104 bao nhiêu tiền thì em sẽ tư vấn. Con này cam kết cho anh em máy êm nhá. Máy êm chất nhá. Đấy, em rửa qua nhìn cho nó sạch. Vì xe thường thường xe dân ấy, người ta đi người ta không để, người ta không để sạch như anh em mình nghĩ đâu, nên em rửa đi. Để ví dụ sau này mình có quay nhìn nó cũng sạch sẽ. Nhưng em rất cẩn thận, em quay từ lúc bẩn đến lúc sạch nhá. Đấy. Ok, tao tắt đi em ạ. Tắt đi. Rồi ok. Đấy. Quay lại cho anh em. Đây số máy số khung đây nhá, nét căng nhá. Số máy số khung nét căng luôn. Ôi, nước vào này, nét căng nhá. Nói chung là vì an ninh thì yên tâm. Đây, bình cốp này. Tem zin nhá, anh em nhìn tem zin này. Đấy, tem zin. Em nói luôn là bình này là đã có hàn rồi. Có hàn rồi, nhưng nó là bình zin. Chứ nếu mà bình chưa hàn nó lại rất là đắt. Đấy. Bình cốp zin đây, quay qua bên này. Đấy, bình cốp zin nhá, tem zin này. Đấy. Tem zin nhá, phải có sấy xước cũ này. Đấy, cái cốp bên này đẹp này. Đấy. Rất là đẹp, nó vuông cọc. Nó vuông thành các cạnh này anh em nhìn này. Đấy, nó vuông này. Nó rất là vuông như này. Bình cốp tem zin luôn. Tem zin luôn. Tem là zin đét luôn. Thụt này, thụt trước zin này. Đồng hồ này. Đồng hồ này. Hai đèn này. Anh em phải nhớ là em thừa sức. Em thừa sức lên chiếc xe này. Em lắp thêm đồ zin vào. Đúng không? Nhưng đấy là em chỉ buông một con hai con thôi. Mà anh em còn rất nhiều xe, anh hiểu không? Rất nhiều xe mà em rất là bận, anh nhìn này. Rất là bận này. Thời gian đâu mà làm như thế được. Thôi thì em có thể là bán như thế, nhưng ví dụ anh em bảo là em ơi để cho anh con này nhưng em lắp thêm đồ zin vào, lắp cái nào cái kia vào. Em ok ngay. Đấy. Thì anh mới hiểu cảm nhận một chiếc xe mà vào đồ zin đắt như này. Chiếc xe này anh em nhìn công nhận với em. Đây anh ngắm cùng em này. Rất là chuông xe, đều xe. Đấy. Và em bán chiếc này về cứ sắt đổ sang chạy thôi. Còn anh em thích dọn gì dọn nhá. Đấy, quyền của anh em. Còn em bán thế nào nó quay luôn thực tế luôn. Quay thực tế luôn chứ không phải là em quay. Quay bằng điện thoại của em đây. Có gương nó. Đây này. Em quay bằng điện thoại của em đây này. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, em quay điện thoại nhá. Đấy mặt em đây. Đúng không? Chứ không phải là em quay ảo hay cái gì đâu, thực tế luôn. Đây một địa chỉ ga nghe em đây. Đấy. Luôn công khai luôn nhá. Đấy, Lê Hồng Phong đây, địa chỉ đây. Số tài khoản đây, đúng không ạ? Đấy, số điện thoại đây, 0358444888 0949191958. Cam kết cho anh em máy êm chất. Em anh em mua trên mạng ấy thì em phải nhớ này. Uy tín hàng đầu, chưa tin tưởng cứ theo dõi em mua sau chứ muốn em chưa cần thiết. Khi tin tưởng đủ mua rồi thì bắt đầu chốt xe vào việc. Và em ship toàn quốc cho anh em. Đây, còn 8512 em đang xả xăng rồi nhá. Em xả xăng ra rồi. Để chờ ngày mai này em gửi đi thôi. Đấy, xe bác đây nhá. Đấy. Còn anh em cứ theo dõi em biết em như nào. Nói chung là mua xe trên mạng anh em cứ đủ lòng tin thì mua.
chưa lòng tin anh em, chưa cần mua vội đâu, cứ theo dõi đi nhá. Ok, tôi em xin dừng video. Chủ mua chiếc xe này anh em alo cho em nhá. Bảo là nếu anh em mà chủ mua chiếc xe này, bảo là em ơi, con xe mộc biển 17 con không, nhấn mạnh cái biển 17 con không, đồ zin khá nhiều, còn tiền nào của ấy anh em nhá. Đấy, em bán nó luôn công khai tiền nào của ấy. Cái gì zin cái gì không zin em tả luôn rồi. Đấy. Chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy, kết bạn Zalo bằng Zalo đã. Alo Zalo mà miễn phí. Đấy, xem xe trực tiếp, em tư vấn trực tiếp. Nhấn mạnh cho anh em con này zin này, những cái chính là zin hết. Và em nhắc lại cho anh em này, ví dụ cửa tiền anh em này không đủ, anh em mua xe thấp hơn em có. Đấy, còn anh em nếu mà một lời khuyên chân tình nhất này, nếu anh em chơi win mà vừa đủ ấy, thì chỉ cần xe zin là đầu tiên này, thu trước phải zin thì là hay nhất này, mình nhún nhảy, em đã nói nhiều lần rồi đấy. Còn nếu mà có điều kiện thêm thì thêm được cái bình xăng zin, nó đập vào mắt mình xăng zin đấy là tốt nhất. Đồng hồ zin để đập vào mắt mình là tốt nhất, được cái phần trên này zin là tốt nhất. Đấy, những em mà vừa tầm tiền, còn những em làm ít hẳn tiền thì em không nói rồi. Đấy, còn nhà em bán ra là em là dâu trong họ, tiền nào của ấy em bán thế nào nói như thế, chứ em cũng không mà nói thêm nói bớt. Còn cam kết của em là bán xe cho anh em là video này em gửi đúng xe như thế, tháo cái gì ra hay thêm cái gì vào là anh em phải rõ ràng bằng tin nhắn, chứ không phải là gì. Đấy, ok nhá, thôi không quay quà đây nhá. Chốt anh em là mua chiếc xe này thì alo cho em. Đấy, em vừa về xong em bán luôn 0358 444 888, Zalo của em luôn. Đấy, em tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp và ship toàn quốc anh em nhá. Đấy, hồ sơ là anh em yên tâm luôn, nhà em bán xe là cam kết yên an ninh là đầu tiên. Đấy, anh em rút hồ sơ em sẽ nhận rút hồ sơ cho anh em, gặp người rút hồ sơ trực tiếp em đứng em nhận cho anh em. Cảm ơn anh em. Em xin tạm dừng video nhé. Một nữa anh em xem nhớ like và đến kênh của em nhé. Chia sẻ cho em.